Tuổi thời gian. Tôi đã bỏ gần cả năm trời để sắp xếp việc đi dự buổi Đại hội Gia Long lần thứ ba này, được tổ chức tại Lido, Sài Gòn ở miền Nam California. Trước hết là việc may sắm hai chiếc áo dài tận Sài Gòn trong dịp Nga về Việt Nam vừa qua. Không biết là tại không có số đo chính xác của tôi hay là do thời gian chuẩn bị quá dài. Chỉ biết là gần đến ngày đi đại hội thì cả hai chiếc áo dài hình như không được ưng ý cho lắm. Chắc là tại cô thợ may áo không được khéo, mặc vào trông tôi cứ tròn tròn làm sao ấy. Tôi đang cố tình tránh né việc leo lên cái cân trong phòng tắm, vì tôi biết cây kim chỉ sức nặng đang âm thầm quay về phía phải. Từ dạo tôi hay ngồi ung dung vừa cắn bút làm thơ con cóc, vừa đớp ô mai xí muội không ngừng nghỉ. Thế là tôi lại có thêm một lý do đi dạo shopping. Cả một tháng trời, tôi cứ lay quay, nào là phải lo đặt phòng khách sạn, mướn xe. Tôi còn lãnh phần trách nhiệm đặt vé đại hội cho cả bọn, nên cứ phone rủ rê bạn bè đi tham dự cho đông đủ. Sau cả tháng trời chuẩn bị, cuối cùng ngày đại hội cũng đã tới. Chiều ngày cuối tháng 9, chúng tôi đã có mặt tại miền Nam Cali. Khí hậu Cali hơi lành lạnh, trời đã vào thu, nhưng Nam Cali thiếu những chiếc lá vàng. Cũng không có những hàng phong thay màu áo đỏ như ở Vancouver. Ở đây chỉ có nắng hanh vàng, những giọt nắng chỉ đủ làm cho đôi má chúng tôi ửng hồng, một chút ngây ngây như say. Cali trong tôi còn là một niềm hy vọng. Có thể tôi sẽ gặp được những bạn bè thân sau nhiều năm xa cách. Chúng tôi đang có một khoảng không gian và thời gian giống như nhau. Bỗng dưng tôi thấy Cali trở nên gần gũi, như có một vòng tay nào đó đang dang rộng chờ đợi ôm tôi vào lòng. Cali, từ những con đường chạy dài với những tấm biển quảng cáo toàn tiếng Việt, cho tôi cảm giác hình như mình đang đi giữa Sài Gòn. Cali đã trở thành một Sài Gòn thứ hai của cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Nơi đây, tôi có thể nhìn thấy rất nhiều người Việt từ khắp mọi miền trên đất nước Việt Nam đang sinh sống. Họ đang cố gắng xây dựng một quê hương thứ hai cho chính mình và cho cả thế hệ con cháu sau này. Buổi sáng thức dậy nhìn qua khung cửa, nắng bắt đầu xôn xao. Nghe và các bạn đã dậy, cả bọn đang nhao nhao đòi đi ăn. Cái gì chứ một ăn uống thì không thể thiếu được. Cho dù cả bọn chúng tôi cứ mở miệng ra là ai cũng than thở: trời ơi, sao quần áo mỗi ngày mỗi chật. Sau cái màn vệ sinh cá nhân đến màn trang điểm, và cuối cùng khi bọn tôi ra khỏi khách sạn thì nắng đã bắt đầu lên cao. Cả bọn hăm hở lên xe. Tiếng nghe hỏi: bây giờ mình đi đâu đây? Các chị thích ăn món gì? Trong bọn nghe nhỏ tuổi nhất thích lái xe và tay lái rất vững, nên tôi không cần phải lo việc kiếm thêm một anh tài xế cho nghe giao rớp lại. Còn đang phân vân không biết nên ăn món gì sáng nay, nghe đã lên tiếng: em thích ăn bánh cuốn Tây Hồ. Cả bọn lao nhau đồng ý ra chợ Phước Lộc Thọ. Còn tôi thì đang suy nghĩ sao chầu bánh cuốn sẽ ăn thêm món gì nữa đây. Bọn con gái chúng tôi là chúa ăn hàng, kháo nhau về Lido Sài Gòn ăn quà cho thỏa thích, tạm quên đi chuyện ăn kiêng để giữ eo. Chầu bánh cuốn Tây Hồ qua nhanh, tưởng chừng những cuốn bánh kẹp chả óng ánh mỡ hành như bị nuốt dội khi chưa kịp nhai. Điện thoại bỗng reo vang, tiếng Kim Liên ơi ới rủ đi tiệc tiền đại hội ở một nhà hàng gần đấy. Đại hội Gia Long lần thứ ba được tổ chức trong 3 ngày tại Lido Sài Gòn: ngày tiền đại hội, ngày đại hội và ngày hậu đại hội. Ban đầu vì tôi có chương trình riêng, không đặt vé tới dự tiền đại hội nên không có vé vào cửa khi có sự thay đổi vào giờ chót.
Nhỏ Kim Cúc nhanh nhẩu góp ý. Giao cho mi cái rớp làm thợ dịnh cho bác quay phim, chuối cửa sao vào nhé. Nhất cử lưỡng tiện. Khi đến nơi tôi cũng cố nằn nỉ mua vé cho bằng được. Nhưng vé đã bán hết sạch, thôi đành đi cửa sau vào vậy. Kim Cúc gật gù khen. Nhỏ Minh Châu giả làm thợ dịnh giống ghê ta ơi. Cái gì chứ cái mục leo rào, chui bụi thì không lạ gì với lũ học trò ngày xưa. Thở đó, trốn học, cúp cua đi lang thang ăn quà vặt hoặc chui vào sở thú chọc khỉ, trêu voi hay đuổi bướm, hái hoa thật vô cùng hồn nhiên và thú vị. Hôm nay, cảm giác như ngày xưa bỗng về, gợi nhớ lại lần tôi trốn học chui vào sở thú. Lần đó tôi cùng lũ bạn cúp cua đi sở thú, nhưng không còn đủ tiền mua vé vào cửa vì vừa chén xong chầu bò bía và bột chiên. Đang lấy quay không biết cách nào để vào được bên trong, bỗng nghe một nhóm nam sinh bê trước ký đang rủ nhau. Ê, tao biết có một chỗ, một lỗ chó chui bên hông sở thú phía trường Trưng Dương. Tụi bay có chui vào không? Thì ra lũ con trai bên bê trước ký cũng đang trốn học như phe ta. Thế là không cần phải nói năng gì cả, đám tụi tôi nhập bọn theo lũ con trai chui lỗ rào vào, không một chút ngượng ngùng hay mắc cỡ. Tuổi học trò lúc bấy giờ ôi sao dễ thương quá, cái tuổi hồn nhiên vô tư mà nhà thơ Đinh Hùng đã nói đến. Khi mới nhớn tuổi 15-17, làm học trò mắt sáng với môi tươi, ta bước lên chân vẫn dạo bên người, ngoài cặp sách trần ái xem vẫn nhẹ. Hay hỡi thành đô với linh hồn bách thảo, có nhớ ta chàng tuổi trẻ tóc bay, làm học trò nhưng không sách cầm tay, có tâm sự đi nói cùng cây cọ. Cả bọn thay phiên nhau từng đứa chui vào, đến phiên tôi sau khi cột chéo hai tà áo dài lại với nhau, tôi cúi xuống thò đầu chui vào. Ui chú cha ơi, hình như có một bàn tay nào đó vừa xắt cái lỗ tai của tôi. Đau quá, tôi ngước nhìn lên. Trời, cảnh sát! Tôi la lên tính bỏ chạy, nhưng không được rồi. Ai chà, cái đám bạn tôi vào trước cũng đang bị bắt, đứng lớ ngớ cả lũ cùng đám nam sinh. Đúng là trốn học không coi ngày. Sau một màn năn nỉ khóc lóc và hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, ông cảnh sát chắc cũng thông cảm cho lũ học trò nhưng không xách cầm tay này. Cuối cùng thì tụi tôi cũng được tha bổng. Hôm nay tôi lại tái diễn cái màn cũ, không biết có thầy cô nào biết không à. Bây giờ tôi không còn là cô học trò vì không xách cầm tay, nhưng tôi vẫn muốn có tâm sự đi nói cùng cây cỏ. Rồi ngày đại hội chính cũng bắt đầu, bọn chúng tôi ai cũng lăng xăng. Tôi được phân công tác cắm hoa để trên những chiếc bàn thầy cô giáo. Từ sáng sớm, tôi đã dậy thật sớm để chuẩn bị cắm hoa. Công việc này tôi rất sung sướng đón nhận. Lây quay gần 3 tiếng đồng hồ mới xong, ngồi ngắm những tác phẩm nghệ thuật của mình. Phải nói là không tự khen không được. Tôi đã gửi cả tấm lòng kính yêu thầy cô của mình vào từng cánh hoa, chiếc lá trong những giỏ hoa xinh xinh. Xin gửi đến thầy cô lòng tri ân của tôi cùng các cụ nữ sinh Gia Long. Cả một tháng trời chuẩn bị, thế mà giờ chót tôi mới phát giác ra hôm lựa chọn đôi giày đen để mang với chiếc áo dài màu thiên thanh. Tôi đã lấy nhầm hai chiếc giày cùng màu nhưng khác kiểu. Thế có chết không chứ? Giờ dở lẽ mới biết, lỡ khóc lỡ cười, không biết phải làm sao. Tôi chỉ mang theo hai đôi giày, một màu đỏ, một màu đen, mà đôi đen thì hai chiếc khác kiểu. Hu hu hu, chẳng lẽ mặc áo xanh mang giày kim tuyến đỏ? Còn có tiếng ngàn ghẹo. Chị à, cùng quá thì người ta nói chị là cây dù 7 màu. Áo xanh hài đỏ. Trời,
Giờ này mà còn chọc quê. Kim Cúc ơi, cứu bồ đi chứ. Nè Kim Cúc, có mang dư hai cái áo dài, một hồng một đỏ. À, Minh Châu mặc thử xem sao. Đúng là ông trời trêu tôi. Bạn tính tôi rất ghét mượn quần áo của ai. Không ngờ giờ phút này lại phải cười xã giao với Kim Cúc để mượn áo mặc thử. Wow, chị Minh Châu mặc áo dài này đẹp quá. Không ai biết là áo mượn đâu. Vừa ý như là may cho chị đó. Nghe trầm trồ khen, tôi cũng nhận thấy như vậy. Chiếc áo dài cổ thuyền như ôm gọn lấy thân hình tôi. Tôi hay tự khen ấy mà. Thế là tôi đã có bộ đồ ưng ý. Cả bọn đem qua đến hội trường. Trước sân hội trường đã có rất đông người hiện diện. Nghe nói có hơn 1.000 người tham dự. Đêm nay, hầu hết các nữ sinh Gia Long như thước tha trong những chiếc áo dài muôn sắc màu. Đặc biệt là hai màu tím và trắng, là hai màu biểu hiện cho nữ sinh trường Gia Long, làm tôi lại nhớ đến một bài thơ thơ mình đã viết. Áo em trắng cả, sân trường trắng, anh ngọ theo sau bước ngẩn ngơ. Cô bé Gia Long xinh chớ dội, hãy cứ tung tăng ngậm lá rơi, để chiều tan học chút chơi vơi. Tôi được gặp lại nhiều người bạn cùng khóa. Đêm nay bầu không khí thật là náo nhiệt. Tiếng nói cười rất hồn nhiên và vô tư. Mọi người như đã bỏ lại sau lưng những lo toan, những muộn phiền. Giờ đây họ chỉ còn là những cô bé thướt tha, yểu điệu trong những chiếc áo dài của thời vô tư áo trắng như nhà thơ Quy Cận đã viết. Áo trắng đơn sơ, mỏng trắng trong. Hôm xưa em đến, mắt như lòng, nở bừng ánh sáng em đi đến, gót ngọc dồn hương bước tỏa nồng. Những cô bé Gia Long ngày xưa bây giờ tóc đã bạc, da đã nhăn, nhưng đêm nay họ như không thấy mình đã già. Họ đang sống lại tuổi học trò như mãi mãi là những cô bé. Họ vui đùa trêu chọc các thầy cô, tiếng nói tiếng cười, tiếng gọi nhau ơi ơi. Cảm ơn ban tổ chức ngày đại hội đã đưa ra những đứa con Gia Long từ khắp mọi nơi trên thế giới được trở về sum họp với nhau dưới giùm trời Cali tại thành phố Sài Gòn của cộng đồng người Việt hải ngoại. Tiếng Kim Cúc đưa tôi trở về thực tế. Đại hội muốn là một màn phỏng vấn chớp nhoáng để ghi nhận cảm tưởng cũng như tiếp nhận ý kiến của từng bàn tiệc một. Lát nữa nhờ Minh Châu đảm trách màn phỏng vấn này nhé. Chà, cái này Minh Châu chưa chuẩn bị. Nhưng không sao, để Minh Châu thử xem sao. Thế là tôi đảm nhận vai trò làm MC đi phỏng vấn từng bàn tiệc. Một bên cánh trái và nhờ Susie Hiền, một khách thân hữu Gia Long, đỡ đần giùm bên cánh phải. Ít ra thì mình cũng có đóng góp một chút gì cho đại hội. Tôi thấy vui với ý nghĩ này. Hội trường rộng lớn quá. Đôi giày đỏ bắt đầu làm chân tôi đau. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, lượn quanh từng bàn tiệc, tôi nhủ lòng, ráng thêm chút nữa, sắp xong rồi. Dẫn câu phỏng vấn máy móc. Thưa chị, em tên là Minh Châu, Gia Long 72. Xin chị cho biết cảm tưởng cũng như ý kiến về Đại hội Gia Long lần thứ 3 này. Một bất ngờ xảy ra. Chị mà tôi đang phỏng vấn đứng phắt dậy ôm tròn lấy tôi. Tôi giật mình ngơ ngác. Em là Minh Châu à? Trời, Minh Châu đây rồi. Chị Minh Nguyệt đây. Chị tìm em biết bao nhiêu năm rồi. Chị ôm chầm lấy tôi, xây tôi vòng vòng làm cả hai loạng choạng sắp ngã. Quá bất ngờ với tôi, trái đất quả thật là tròn. Tôi nhớ ra rồi, chị và tôi là chị em học tủ ở Gia Long, học trò chỉ học nửa buổi, lớp đệ thất đến đệ ngũ học buổi chiều, đệ tứ trở lên thì học buổi sáng. Học trò ngồi cùng bàn của lớp sáng và lớp chiều hay kết nghĩa chị em với nhau, nhất là giữa lớp đệ thất và lớp đệ tứ. Các lớp khác cũng có, nhưng có lẽ không nhiều bằng học trò năm đệ thất mới tò te vào trường,
nên rất hăng hái đi tìm chị kết nghĩa. Phong trào chị em học tủ rất ồn ào qua đầu niên học. Càng về cuối niên học, thư từ thưa dần, không còn bướm lượng sáng chiều nữa. Học tủ của những chiếc bàn học trò thôi thơm mùi bánh kẹo, xí muội, ô mai, cóc ổi. Nhưng riêng chị em của chúng tôi qua vẫn tiếp tục liên lạc với nhau, cho dù chị đã bỏ cuộc chơi của tuổi học trò, theo chồng trên bước đường chinh chiến miền xa. Theo dận nước nổi trôi, chị em chúng tôi cũng lạc lòi nhau trong hơn 30 năm qua. Hôm nay gặp lại, ôi xiết bao mừng vui. Chúng tôi trao nhau số điện thoại và đã tìm thăm nhau ngay mùa xuân năm sau. Với tôi, ngày đại hội là ngày thật vui và đầy hạnh phúc. Một ngày cho chúng tôi tìm lại được và sống lại được lứa tuổi hồn nhiên, vô tư của thuở học trò. Một ngày cho chúng tôi những chốn xa xôi trên vòng quanh trái đất đến cạnh bên nhau. Chúng tôi đang có cùng một không gian mà hình như thời gian là chiếc đồng hồ riêng biệt giữa chúng tôi. Và chúng tôi trong khoảnh khắc này chỉ còn là những cô bé nữ sinh Gia Long đang ươm mộng trắng trong ở lứa tuổi vượt thời gian.